Chào tất cả mọi người, chúc tất cả mọi người một buổi chiều vui vẻ. Thì có nghĩa là mấy bữa nay á, mình có đăng một số cái demo, mấy cái bài hát của mình á, lên Facebook, trang cá nhân của mình. Thì có một vài bạn vào nhắn tin riêng cho mình là hỏi mình thu âm bằng cái phần mềm gì và những hiệu ứng sử dụng là cái gì. Rồi mấy bạn đó có nhã ý là muốn xin mình cái phần mềm và những hiệu ứng đó để về các bạn đó sử dụng. Thì ngày hôm nay cho nên mình sẽ quyết định làm một cái video, là thứ nhất là mình sẽ chia sẻ cho các bạn biết là mình đang thu âm, mình làm nhạc bằng cái phần mềm gì nha. Thứ hai là mình sẵn tiện mình review luôn cái gia tài, cái chỗ làm nhạc bạc tỷ của mình các bạn ơi. Và cái thứ ba là mình sẽ giải đáp những cái câu hỏi của những cái bạn đó. Cuối cùng là mình có chia sẻ được cái phần mềm hay không, hoặc là những hiệu ứng, rồi có những cái khó khăn, cái thuận lợi gì trong cái việc mình làm nhạc, rồi mình có chia sẻ cho các bạn đó được hay không. Nói đại khái ra là mình tặng cho mấy bạn đó cái phần mềm thu âm á, nói chung là có được hay không. Thì mình nghĩ video này cũng sẽ có nhiều bạn quan tâm, cho nên bạn nào quan tâm thì hãy xem hết clip này nha, đừng có tua nhanh nha. Rồi bây giờ mình sẽ review cho các bạn coi cái chỗ làm việc của mình nè các bạn. Thì để làm nhạc, để thu âm á, thì mình sử dụng cái phần mềm này nha các bạn. Mình chia sẻ luôn khỏi mất công mất thời gian của các bạn. Đó, các bạn có thấy cái phần mềm mà MicGrab Pro Studio 7 không? Đây. Mọi người đừng có quan tâm cái màn hình nha, nó bị nhiễm từ tanh bành hết á, nó lem luốc tùm lum hết các bạn ơi. Bởi vì cái màn hình này là màn hình Mitsubishi rồi, cũ lắm rồi. Mình thấy bây giờ như cũng ai không có ai xài nữa, đời cũ lắm rồi. Nói chung đồ của mình toàn là đồ bụi bắp không các bạn ơi, giờ cho chắc ta cũng không tìm lấy nữa. Đây, mình sử dụng cái phần mềm thu âm này, MicGrab 7. Mặc dù là nó cũ nhưng mà tại mình theo cái phần mềm này là từ lâu giờ, bao nhiêu năm nay rồi, mình rất là thích cái phần mềm này luôn. Giờ người ta cũng không có xài phần mềm này nữa đâu, chủ yếu là xài Cubase 5 rồi đó. Rất là nhiều phần mềm bây giờ là nó hiện đại á, nhưng mà mình lúc nào mình cũng trung thành với cái phần mềm này hết đó. Thấy vậy thôi nhưng mà nó là bản quyền nha các bạn, nó bản quyền á, mình mua bằng tiền luôn á, xài vĩnh viễn luôn á. Nhìn vô cái màn hình sáng nhất chắc là có Super sáng nhất thôi, còn bên đây là nó lem luốc tùm lum hết các bạn ơi. Đó, thì cái phần mềm này, để mình mở phần mềm ra cho các bạn nha. Đây, ở đây mình có mở sẵn một cái bài hát mình thu nè. Đó, cái giao diện nó sẽ giống như bây giờ, các bạn thấy không? Mình chỉnh màu rồi cho nó màu mè xíu cho nó đẹp. Đó, mình mở thử nha, mở thử cho các bạn nghe, nghe thử mình thu như thế nào nha. Nơi đây còn vương chút tình ngày nào mình bên nhau, hào cây sắc sơ gió đưa bên thềm, Cái lo nằm dưới này các ai bạn. ai bóng hình vẫn còn đọng trong tim. Giờ đây có sáng mây ngang trời, em đi theo người giờ còn mình anh mong, người đâu có hay trái tim an mộng. Rồi các bạn ơi, có nghĩa là mình nói cho các bạn hiểu nè, phần mềm của mình rất cùi, cùi bắp lắm. Rồi cái chỗ thu của mình nè, các bạn coi nè, ghế nhựa, rồi cái bàn nhựa, còn cái CPU thì thôi, trời ơi khỏi nói luôn các bạn ơi. Mình còn có quần, có áo mặc, còn cái CPU này là trống trơn hết luôn nha, không có cái gì nó che lại hết. Đợt bị cháy một lần nữa, đã vậy mà trên đây nó mớp méo tanh bành hết các bạn ơi, mớp hết rồi. Đây, còn cái này nữa nè. Lúc trước mà mình thu âm á các bạn, mình sử dụng cái cục này, cái cục 48V này nè. Gọi nó mang tiếng gọi là sao cạc, chứ thực sự nó cũng chưa gọi là sao cạc nữa. Bởi vì mình xài toàn là đồ cùi cùi không à. Cuối cùng là nó bị hư cái gì bây giờ thu không được. Cho nên mình phải mượn đứa em, một đứa em là cái cục này. Đó, cục này thì nó cũng dở hơn, nhưng mà mình phải xử lý, mình điều chỉnh như thế nào để thu cho được nha. Còn cái loa các bạn ơi, cái loa của mình là xài cái loa sao mắc. Sao mắc này là cái loa này bố nuôi của mình tặng cho mình. Đáng lẽ người ta thu âm là người ta phải sử dụng cái loa kiểm âm đó các bạn. Đó, cái loa kiểm âm người ta phải để hai bên, bên đây một cái, bên đây một cái, là cái âm thanh nó phát ra cái lúc mà mình thu âm á thì nó sẽ chất lượng rất là nhiều và cái tai nghe của mình sẽ điều khiển được. Nhưng mà còn cái loa này là không nha. Mình bị đánh lừa rất là nhiều. Khi mình thu mình mở nghe rất là hay, nhưng mà qua các thiết bị khác nó rất là dở luôn. Rồi cái tai phone này là cái tai phone của sư phụ mình cũng tặng cho mình nè các bạn ơi. Đó, bao nhiêu năm nay mình vẫn sử dụng, thấy dán băng keo, mọi người thấy dán băng keo tanh bành hết à. Mình rất là quý luôn. 6 7 năm nay rồi nha. Đó, tất cả những cái đồ này toàn là 6 7 năm nay. Cái phần mềm này mình từ cái ngày đầu mà mình thích thu âm là mình đã bám vào cái phần mềm này tới ngày hôm nay luôn á các bạn.
nha. Đó, những cái thiết bị của mình là mọi người xem qua mọi người đã thấy đó, quá cùi rồi đúng không? Dây nhợ thì lòng thòng quá trời. Nói chung là cho nên không bao giờ mình dám nhận đây là cái phòng thu nữa. Ở đây chỉ là cái chỗ mình ngồi mình thu âm một cái góc nhỏ thôi. Đó, micro thu âm nè. Bây giờ mình chia sẻ các bạn cái này nó rất là thú vị luôn các bạn nè, mình cho các bạn xem nè, đây là cái hiệu ứng nha, đó cái hiệu ứng nè, các bạn nhìn kỹ nha, chờ xíu mình lấy nét lại nha các bạn nhìn kỹ nè, hiệu ứng quá trời luôn đó. Từ ngày đầu các bạn thấy không, mình để là 2018 là Bolero nè, có nghĩa là mỗi khi mình mò được một cái hiệu ứng gì đó nó mới á, mình thấy nó đỡ đỡ hơn chút, hay hay hơn chút á, mình lưu lại từ 2018 là các bạn coi nè, Lê Triều Vũ Record đó, nội mà trong năm 2018 là mình cứ mỗi lần mình mò được chút là mình lưu lại, mà các bạn coi nè quá trời luôn nè, đó trời ơi đó 2018 nè, đến 19 chuẩn chuẩn một chuẩn hai đồ tùm lum hết các bạn thấy không. Qua 2020 lúc này là cái hiệu ứng này là thu du, mình ghi chữ thu du là do cái thời gian mình làm cái bài về nơi biển mặn của mình á, mình cũng mò cái hiệu ứng rồi mình để nè 2022 VIP VIP 1 VIP 2 rồi gớm thiệt đó chứ, giống như mà cái gì mà để VIP rồi gớm chưa. Rồi cái chữ bố 10 đây là bố nuôi của mình đó các bạn, mình mò mày mò cái hiệu ứng để cho mình thu âm cho bố đó, mỗi nhiều khi là có mỗi thể loại là có mỗi cái hiệu ứng khác nhau, cái effect khác nhau các bạn đó, mình kéo xuống các bạn có thể thấy là những cái hiệu ứng nào đó, ví dụ lồng tiếng mix up đồ này nọ đồ Lê Triều Vũ effect rồi thấy không, các bạn thấy không. Đó, cứ mỗi một chút là mình sẽ lưu lại Phan Thúy Cử rồi bè rồi nè rap rồi tùm lum hết nó, cho nên không có đơn giản mà có được cái hiệu ứng để mình sử dụng đâu các bạn ơi. Đó, các bạn thấy là nó khó khăn đến cỡ nào, phải từng chút đi, từng ngày nó mới trải qua một quá trình khó khăn mình mới có được một cái phần mềm mà, có được một cái hiệu ứng mà mình cho là nó ưng ý nhất đối với mình nha các bạn. Sau 7 năm nay á, từ cái ngày đầu tiên mà mình thích thu âm tới ngày hôm nay, mình có rất nhiều người mà mình phải gọi họ là sư phụ nè, là thầy. Chưa bao giờ mà mình nói với ai là cho em xin những cái gì mà anh đang có để em làm. Người ta cũng không cho đâu. Bởi vì sao các bạn biết không? Bởi vì những cái gì mà người ta đạt được á, người ta có được là trải qua một cái quá trình cực kỳ khó khăn và thời gian dài nữa các bạn. Và cái khó khăn nhất là cái hiệu ứng effect á, cái hiệu ứng để mình chỉnh vô cái giọng hát của mình cho nó vang vang hay là cái này cái nọ rồi đó. Hồi xưa mình không hề biết một cái chút gì luôn. Mình ngồi mình mò, ngày nào cũng mò từ sáng tới tối các bạn tin không? Cái mục đích của mình là để cho càng ngày càng nghe nó hay hơn, và tất cả dựa vào cái lỗ tai của mình thôi các bạn ơi. Lỗ tai mình thôi, mình bởi vì thiết bị này mình không có cái loa kiểm âm, cho nên là mình cân chỉnh làm sao dựa vào cái lỗ tai của mình thấy à nó ok thì nó ok thôi các bạn. Đó, cái khó khăn của mình là mình phải tự học, tự mày mò hết tất cả. Và cái thuận lợi của mình là mình có quen biết được rất nhiều người thầy, sư phụ, những người anh em người ta cũng làm về cái lĩnh vực này, cho nên là mình ngồi ví dụ mình nói chuyện rồi mình sẽ học hỏi người ta, học hỏi qua lời nói thôi, chứ không có ai mà cầm tay chỉ việc cho mình mà chỉ à phải đưa cái hiệu ứng này vô, đưa hiệu ứng kia vô, không có đâu các bạn ơi. Người ta có thể là cho mình cái cần câu thôi để mình đi câu cá, chứ không có ai mà cho mình con cá mà người ta câu được hết đó các bạn. Nhiều bạn xin mình phần mềm, ok mình có thể mình chia sẻ cái phần mềm cho các bạn. Phần mềm này là phần mềm có bản quyền hẳn hoi, sử dụng vĩnh viễn muôn đời luôn. Còn những cái phần mềm thu âm các bạn tải trên mạng về nó sử dụng là gọi là try, là dùng thử một thời gian nữa là nó hết hạn và mình không có xuất bài hát xuống được. Ở mình muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Bữa giờ là có rất là nhiều bạn nhắn tin xin mình phần mềm thu âm, thì ok mình có thể mình chia sẻ cái phần mềm cho các bạn, nhưng cái hiệu ứng là chắc là không thể nào chia sẻ cho các bạn rồi, bởi vì đó là trải qua một cái quá trình dài của mỗi người. Và đặc biệt nữa là mỗi phần mềm thu âm có những cái hiệu ứng khác nhau nữa, cho bây giờ mình chia sẻ cho các bạn rồi các bạn sử dụng cái phần mềm khác sao, nó đưa vô nó đâu có khớp đâu. Đó, nó là như vậy đó. Bên đây mình cũng có một cái đàn nhưng mà hiện tại là đang để trên nhà chơi đó các bạn, cái đàn để đây nè. À, ít bữa nữa ổn định xong mình lên nhà mình lấy cái đàn về đây, mình chuẩn bị mình phối nhạc, mình làm nhạc rồi Tết rồi đó, rất là nhiều bài. Bây giờ cái vấn đề mà mình cover nhạc rất là nguy hiểm nha các bạn, có nhiều bài hát nó bị bản quyền cho nên mình rất là sợ người ta làm khó, người ta đánh gậy cái kênh mình là chết luôn á các bạn ơi. Đó thì nãy giờ mình có chia sẻ một số vấn đề về phần mềm thu âm nè, rồi cái chỗ mình làm có gồm có những thiết bị gì,
và mình trải lòng với tất cả các bạn một số vấn đề khó khăn và thuận lợi trong cái việc mình làm nhạc thu âm. Núi này cao có núi khác cao hơn, cho nên mình rất là thích học hỏi những người anh, những người chú đi trước á, mình học hỏi kinh nghiệm, mình rất là thích luôn. Hiện tại bây giờ mình làm cái clip này không phải để mình khoe nha các bạn, bởi vì nó quá cùi bắp cho nên mình không có khoe đâu, mình chỉ chia sẻ cho mọi người hiểu thêm thôi. Và cái đặc biệt là mình muốn giải đáp cho những bạn mà nhắn tin xin mình phần mềm á, các bạn đừng có đánh giá mình, đừng có nói mình ích kỷ, tội nghiệp cho mình. Có nhiều cái chia sẻ được mà nhiều cái không chia sẻ được nha các bạn. Đó, mình làm clip này để mong cho các bạn xem và các bạn hiểu, là những người nào đã từng thu âm rồi thì người ta mới thấy được những cái khó khăn mà giống như nãy giờ mình chia sẻ. Thì ngày hôm nay mình quay cái clip này á, các bạn có ý kiến hoặc ý tưởng gì thì cứ comment ở dưới cho mình. Các bạn suy nghĩ như thế nào về cái video này thì hãy comment cho mình sẽ lắng nghe hết nha. Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào cái video tiếp theo. Giờ thì bye bye tất cả các bạn nha.